sông Hồng, khu vực xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Một đại công trường khai thác cát diễn ra công khai giữa ban ngày. Thưa quý vị, lúc này là 16 giờ 30 ngày 15 tháng 5. Mặc dù khu vực này chưa được cấp phép cho một đơn vị nào, tuy nhiên nhiều tàu cuốc và hàng chục tàu cát như thế này đang khai thác cát và người dân cho biết tình trạng này đã xảy ra từ lâu. Từ tháng 2 đến bây giờ gì? Giờ trước ấy là nó làm ban đêm. Nhưng giờ nó công khai cả ngày. Mỗi một ngày ấy, là mỗi một con cuốc nó múc lên khoảng chục tàu, mà mỗi một tàu tính bình quân là chỉ 500 khối, nhưng con tàu lớn này chỉ tính 500 khối là một ngày lên bao nhiêu. Tàu cuốc đào sâu, tàu nhỏ chờ sẵn, hàng trăm khối cát nhanh chóng được chất đầy ắp. Nhằm tăng thêm sức chứa, nhiều thùng tàu cũng được cơi nới. Cách vị trí này không xa, khu vực sông Hồng đoạn qua thị xã Sơn Tây lúc về đêm. Lợi dụng đêm tối, hoạt động khai thác cát vẫn diễn ra rầm rộ. Thưa vị, lúc này là hơn 21 giờ ngày 15 tháng 5 tại khu vực cách cầu Vĩnh Thịnh khoảng 300 m trên địa bàn thị xã Sơn Tây, và vị trí này cũng cách đội 1 phòng cảnh sát giao thông đường thủy Hà Nội cũng không xa. Nhóm phóng viên bắt gặp gần chục con tàu đang hút cát trái phép tại khu vực này. Qua ống kính hồng ngoại của phóng viên, những con tàu hút cát trái phép đã hiện ra rõ hơn. Hàng trăm khối cát đã được lấy lên từ những chiếc vòi chọc thẳng xuống dòng sông như thế này. Là người thường xuyên lái tàu trên khu vực sông, người này cho biết hoạt động khai thác cát trái phép đã diễn ra khá lâu và tinh vi hơn khi các đối tượng luôn bố trí người canh gác. Các tàu đều tắt hết đèn, mọi hoạt động diễn ra trong đêm tối. Tối nào cũng có gần chục con khai thác bên này, khu vực bên dưới này. Đỉnh điểm là các tàu lên gần sát trụ của cầu Vĩnh Thịnh luôn. Cát hút được đến đâu, được tiêu thụ hết đến đó. Cách đó không xa, một công trường tập kết cát khổng lồ. Việc mua bán cát diễn ra như một chợ nổi trên sông. Ngay trong đêm, phóng viên đã đến đội 1 Cảnh sát Đường Thủy Hà Nội, đơn vị đóng ở vị trí gần địa điểm xảy ra tình trạng hút trộm cát để cung cấp thông tin, đồng thời phối hợp thực hiện việc truy bắt các đối tượng hút trộm cát. Tuy nhiên đến nay, từ phía phòng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy Hà Nội vẫn chưa có câu trả lời. Mỗi khối cát vàng hiện nay có giá là hơn 200.000 đồng. Ước tính khoảng 10 tàu khai thác cát có thể khai thác hơn 10.000 khối cát mỗi ngày. Cũng đồng nghĩa là mỗi ngày các đối tượng khai thác cát thu về hàng tỷ đồng. Siêu lợi nhuận nên nạn khai thác cát trái phép cũng ngày càng trở nên phức tạp. Gần đây tại Hà Nội thì một người cũng từng khai thác cát trái phép đã gửi đơn tố cáo một cảnh sát giao thông đường thủy về hành vi bảo kê khai thác cát trái phép trên sông Hồng và xử phạt sai pháp luật. Theo người này thì để khai thác được cát thì phải có bôi trơn. Ngoài ra, trong một lần bị bắt, ngoài việc phải nộp phạt thì phải bị tháo dỡ tịch thu các thiết bị hút cát. Tuy nhiên, người này đã được vị cảnh sát đường thủy hướng dẫn là đi mua những thiết bị cũ hỏng đến giao nộp để thay thế cho việc tháo dỡ. Hiện vụ việc thực hư như thế nào vẫn đang chờ cơ quan điều tra